Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là kênh video của Trọng Nhà Thờ, đơn vị chuyên thi công nhà thờ họ từ đường bằng gỗ, bằng bê tông giả gỗ. Xin gửi đến quý vị và các bạn một số các cái nét hoa văn là cũng có thể gọi là điển hình ở trên cấu kiện 7 và trên cấu kiện bụng cầu đầu của một cái nếp nhà nhỏ nhắn xinh xắn ba gian. Thì cái cấu kiện này nó cũng không to nên là áp dụng cái lối hoa văn thì cũng tương đối là chi tiết. Cũng xin phép gửi đến quý vị các bạn cái mẫu hoa văn trên cấu kiện 7. Đây cũng là một cái lối đục rất là truyền thống và tại cái khu vực xưởng Trọng Nhà Thờ, đó là cái lối đục của làng nghề mộc truyền thống Tràng Sơn. Thì cái lối đục này nó một cái ưu điểm là cái lá, cái độ dẻo của lá rất là dẻo, và hai nữa là mềm mại, bong kênh, mang lại cái hiệu quả cả về thẩm mỹ lẫn cái đường nét, thể hiện cái độ khỏe của kết cấu rất là phù hợp và hài hòa. Về các cái lá mà đục theo kiểu lối đục hoa lá này thì người nghệ nhân cũng phải làm rất là tốt cái khâu làm những cái lá chính, những cái lá phụ, rồi độ bong kênh của nó thì phải phụ thuộc vào chính phụ, cũng giống như là độ lật của lá. Thì đây nó cũng một cái mẫu điển hình của 7, và xin gửi tới quý vị các bạn tham khảo mẫu 7, mẫu lá 7. Đối với cái mẫu lá 7 này thì nó nhìn nó rất là thuận mắt, rất là dễ đẹp, mọi góc cạnh là chụp nghiêng chụp thẳng thì đều là mang lại một cảm quan rất là thuận mắt. Và tiếp tới thì các bạn có thể nhìn thấy cái lá tiếp theo là cái hoa văn của cái bụng của cái cầu đầu. Đây, các bạn nhìn rất là rõ, đục rất là sâu, đục sâu và rõ là cái thủ pháp để tạo cái độ thu hút cho cái bụng của một cái cầu đầu. Đây là cầu đầu đút, cầu đầu thả, và có hai tai ở hai đầu cầu đầu để ôm cái mang của cột. Đây là bụng, phần bụng mình sẽ đặt úp xuống phía dưới, chúng ta đứng ở dưới sàn nhà nhìn lên nhìn thấy cái bụng của cái cầu đầu. Các đường nét là đối xứng. Đối với cái lối đục thì đơn vị Trọng Nhà Thờ cũng cố gắng là làm sao là đục mà thoáng nét, nhìn hấp dẫn, không đi sâu vào cái hoa văn mà làm nó quá rối, để tạo cái thanh cảnh mà nhìn nó mắt mình nó không bị mỏi, và các nét đục phải rõ ràng, rành mạch. Thì tất cả những cái điều đó là đưa cho ngôi nhà một cái nét đẹp tinh tế, và nét đẹp đó tạo nên cái giá trị cho ngôi nhà, từ giá trị vật chất của gỗ đến giá trị về thẩm mỹ và hoa văn.
Nhưng vừa rồi thì đơn vị Trọng Nhà Thờ cũng có một số các hình ảnh đã áp dụng những cái đường nét hoa văn, nó cũng gọi là điển hình ở khu vực Tràng Sơn, để gửi cho quý vị và các bạn tham khảo. Thì hãy đăng ký kênh, bấm vào nút chuông và chia sẻ video để ủng hộ kênh video của Trọng Nhà Thờ, và ấn vào nút chuông và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa. Xin cảm ơn.